Chào mừng các bạn đến với chương trình vlog kinh doanh của Duy Nguyễn. Thì hôm nay Duy tương đối rảnh chút xíu so với ngày trong tuần các bạn. Hôm nay là mất dạy, tức là đại loại là hôm nay là không có đi dạy, nên ở nhà ở Bình Tân. Nói chúng ta cùng làm quen và thân thiết với nhau hơn nữa qua những video chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh nha các bạn. Thì Duy đã nợ hai yêu tinh ở trong phòng ghi Bình Tân một cái video kinh doanh đam tụi nó. Đam mà nó sướng, chả hiểu sao. Thì xin trân trọng giới thiệu với các bạn lại là bên Bình Tân nổi tiếng với hai yêu tinh. Nó hay đi tour phòng, nên và từ những cái tour phòng nó ra những hợp đồng. Và những cái hợp đồng ngày hôm nay là ngày chúng ta nói chuyện về những cái hợp đồng trong mô hình kinh doanh phòng sim nha các bạn. Sim cao cấp nha, chứ sim bình dân thì không có cái này. Thì mô hình kinh doanh sim cao cấp á, thì cái bộ phận mà sale membership hay là bộ phận sale là chúng nó mang lại doanh số cho phòng gym qua những cái vé tập và những cái thực phẩm bổ sung bán trong gym, nó kêu là sale nha các bạn. Thì các bạn cũng đã biết là Sài Gòn nó mới trải qua cái cơn mà lockdown gần tháng, nó ảnh hưởng tới rất nhiều cái ngành dịch vụ, trong đó có gym. Thì tất cả những phòng gym nó đều điêu đứng hết. Thì cái tháng sau cái lockdown đó là một cái tháng hứa hẹn là mang về doanh số khủng hay là đi bụi đời luôn. Cũng không biết, từ phòng gym người ta thì Duy không biết, nhưng phòng gym Duy á thì sau một tháng thì mấy em nhân viên hoạt động rất là năng nổ, cũng cam kết những cái doanh số cũng chấp nhận được, dùng chữ chấp nhận được nha các bạn. Thì sau một tháng hoạt động thì các em rất là ngạo nghễ, tự tin là vấn đề gọi là hit target. Thì cái khái niệm hit target đó là một cái khái niệm mà nó cực kỳ sung sướng trong tất cả những ngành kinh doanh và dịch vụ luôn, chứ không phải ngành gym. Ví dụ như bây giờ cái phòng gym đó, các bạn cam kết doanh số một tháng 100, 200, 300 triệu, 400, 500 triệu, 700, 800 triệu, 1 tỷ, 2, 3 tỷ gì đó. Thì cái đó gọi là cái target. Mà khi các bạn đạt được cái doanh số đó thì kêu là hit target. Mà khi các bạn vượt qua doanh số đó thì kêu là vượt target đó. Thì những ngày cuối tháng là những ngày dạt dào cảm xúc. Nhưng mà hai con yêu tinh này có vấn đề phải nói. Vấn đề phải nói là trong cái vấn đề mà hit target đó, nó xảy ra rất là nhiều cái chiêu trò gian lận, mà những cái chiêu trò mà thật sự với bạn là xào chẻ đồ các kiểu, thêm mắm dặm muối đồ. Thì trong cái xào chẻ đó nó lại có hai loại xào chẻ nữa, một cái xào chẻ hợp pháp và cái xào chẻ phi pháp. Mà cái xào chẻ phi pháp thì khỏi nói rồi các bạn, chương trình Duy Nguyễn là chương trình mang lại những cái thông điệp tích cực yêu thương. Những cái xào chẻ phi pháp sẽ dẫn các bạn đi vô tù, dẫn vô ngục, vô nhà đá ngồi vậy chứ không phải giỡn đâu nha. Thì cứ bạn nói sao, ủa tao là em xào chẻ thôi sao vô tù, thì tôi không cần biết, cứ luật giờ lừa đảo trên 2 triệu lên đường à, đúng không các bạn? Luật là giờ lừa đảo trên 2 triệu ra phường ngủ trà. Còn bây giờ bạn nghĩ coi, một cái phòng sim tao đụng nó có lừa đảo 2 triệu không? Thì cứ một cái cháu dâm hẳn trong lẫn trong đầu các bạn nha. Rồi bây giờ Duy Nguyễn qua tiếp một bài toán nữa. Giờ lừa đảo mà lừa đảo không phải lừa đảo mà dạng xào chẻ đi, nó lừa đảo kỳ quá. Xào chẻ thì trong trường hợp mà tôi đang nghi hai nhỏ này xào chẻ, chúng ta không nghi là nó có thể mà làm gì nó ra gói toàn 3 năm, 2 năm không các bạn. Thường thường á, trong phòng gym á thì gói 1 tháng chuyện đó chuyện bình thường rồi. Cái chuyện khả năng một tới góc độ kinh tế nha các bạn. Trong góc độ kinh tế là gói 1 tháng tôi không coi ra gì hết. Lý do tại sao? Ai comment đúng trúng event. Wow. Rồi những cái gói tập mà 3 tháng thì cũng miễn cưỡng thôi. Nói chung là cái gói tập 6 tháng là cũng cầm không vui lắm. Nó gói tập 5 tạm chấp nhận. Nhưng mà đằng này nó không ra những gói đó, mà nó ra hai yêu tinh á, nó ra toàn là 2 năm với 3 năm không à. 2 năm với 3 năm không. Cái đó là vấn đề dấu chấm lửng, đòi hỏi người quản lý tâm suy nghĩ tại sao nó làm ra vậy. Thì thật ra cũng có gì cao siêu đó các bạn. Thật ra không gì cao siêu đâu. Nó lợi dụng cái thông tin rò rỉ ra là tháng 6 nâng giá phòng gym. Nó tháng 6 là Duy Nguyễn sẽ nâng giá phòng gym bên Bình Tân này và tất cả 4 chi nhánh luôn. Đó, tại vì lý do là tháng 6 là full máy mỹ đế thiết bị về tất cả mọi thứ hết, hoàn thiện mặt nhân sự con người các kiểu. Thì lúc đó là giá dịch vụ phải tăng, đó là quy luật. Các bạn đừng hỏi tại sao phòng gym đua giá mà Duy Nguyễn tăng giá, đó là cách làm ăn của anh Duy Nguyễn nha. Rồi, thì nó có được cái thông tin này, nó đâm ra nó tiết lộ cho khách hàng biết. Khách hàng người ta sợ tăng giá, người ta nâng cấp hết, ta mua hết, nâng cấp hết. Vậy thì tôi hỏi các bạn nè, khi mà trong cái trường hợp vậy mà khách hàng mua gói tập 3 năm thì đối với cá nhân Duy Nguyễn nên vui nên buồn? Các bạn thử đóng vai của mình, các bạn cho mình biết cái tâm trạng nha. Vậy thì bây giờ Duy sẽ phân tích tiếp là
cái gói tập 3 năm nó mang lại cho Duy một sự tổn thất như thế nào. Thì khoan nói về tổn thất của Duy Nguyễn thì gói tập 3 năm nó mang lại lợi nhuận cho bọn sale như thế nào. Tụi đó đứa nào nấy mặt cười teo tét hết à. Thì bọn biết không, sale là nó ăn nhờ doanh số. Mà doanh số càng cao nó cạp cục tiền nó càng sướng. Nó trắng là vậy các bạn. Bây giờ nó ngồi nó bán gói 3 năm nó bằng cho người ta bán nữa như ba chắc chừng 20 gói bán một tháng á. Đúng không? Bằng 20 gói bán một tháng chứ gì. Đó, thì bây giờ để chăm sóc một người mà ra được gói 3 năm mình đứng trong độ của con sale nha, thì nó bỏ ra thời gian gấp 5 lần chăm sóc thằng một tháng nó cũng chịu nữa. Đúng không? Thì bây giờ tôi bán 20 gói kia tôi mới được gói này, mà giờ tôi chăm sóc gói này tôi cần gấp 5 lần có 20 gói kia tôi cũng chịu nữa. Thì đối với góc độ của mấy em sale, mấy hai người ưu tin đó thì nó sẽ khá là lời. Nó lời lắm bạn ơi. Nó cạp vô khúc luôn á. Còn đối với của tôi á, tôi lỗ rồi, mới lỗ vô cùng luôn. Thứ nhất á, lỗ là cái gì? Cái gói 3 năm nó rẻ bèo à ba ơi. Nó rẻ bèo mà nó còn bảo lưu đồ lum la, tặng quà, tặng cáp đồ các kiểu hết. Làm còn lời luôn á. Đúng không? Làm là xét mặt vật chất là không lời. Cái nhất. Cái thứ hai nó còn này là lỗ kép luôn. Người ta lợi nhuận kép, tôi lỗ kép. Vậy thì tôi hỏi các bạn nè, tại sao á không đợi tới tháng 6 đi rồi dụ người ta làm gói 3 năm. Thí dụ tháng 6 giá nó cao thì tháng 6 dụ người ta làm gói 3 năm thì anh mới có tiền. Đúng không? Thì anh nó mới là hợp lý. Nhưng mà bây giờ á, cái tháng này á nó thuyết phục ta lên gói 3 năm thì đâm ra cái trong cuộc chơi này có 3 bên. Như tao muốn chí vậy bạn. Bên sale, bên khách, bên tôi. Tôi thấy chơi cái cú này là hai bên kia vô một khúc nè. Tôi vậy nè. Đó. Thì cái lợi nhuận cho này nó hay sai sai sao bạn? Mà tới mình phải trả tiền cao cho sale nữa. Bạn thấy hai chỗ này không? Mình anh xin mang thương đau đó em. Mình anh xin mang thương đau. Nhưng mà nói lại một cái lời mà để cho nhân viên nói tinh thần làm việc nè. Đó là thông qua cái dịch này, sau cái dịch này thì cái sự comeback trở lại phòng gym á của mấy em nhân viên khá tốt. Mấy em hoạt động chăm chỉ, đều hít được target này nọ kia. Ok, thì anh cũng thay mặt công ty, anh gửi tới các em có lời động viên. Xã giao thôi bạn ơi. Xã giao thôi. Chứ giờ ông động viên nói trời sếp kỳ quá, em làm cái này cực khổ rồi. Em kiếm thu nhập về cho công ty rồi sao mà sếp không động viên em. Anh không biết, cái đó chuyện đó em nói gì thôi chứ anh nghe nó hơi chua. Anh thấy tới ngày mà ngày 5 tới ngày 7 tụi em lên đây mặt nào nấy tươi như hoa. Cầm phong bì nó hơi bị dày. Thật sự nó bị thốn mà, tôi bị thốn cái cú đó. Thật hở sườn. Những cái thông tin không nên nói cho biết trước. Mẹ nói cho nó biết trước để làm chi, tự nhiên mà nói cho biết trước để cho nó biết vậy thôi. Xong rồi cái đi nó lợi dụng cái câu nói của mình, nó đi nó làm sale luôn. À, nó lợi dụng câu nói mình làm sale rồi, rồi xong rồi. Thật sự thì nói ra là tôi rên thì cũng đúng các bạn. Ở trong cuộc chơi nó là như vậy đó. Nó có nhiều cái yếu tố trong kinh doanh nó nhạy cảm. Vậy thì đứng trên góc độ kinh doanh đó, bạn nên chọn những khách hàng lâu dài hay bạn nên chọn những khách hàng thời vụ? Tất nhiên là người ta chọn những khách hàng lâu dài rồi. Tất nhiên nó là như vậy bạn. Ví dụ xét về những khách hàng lâu dài về mặt tài chánh đó, chúng ta nó không tốt bằng những khách hàng ngắn hạn. Nhưng mà được một cái nó đỡ nhức đầu hơn những khách hàng ngắn hạn. Khách hàng ngắn hạn 10 người hết mẹ 7 ông trẩu. Trẩu chịu không nổi bạn, làm ăn trẩu nhiều quá mệt. Đó, nên chính sách của BBT là vẫn thả dây dài câu cá lớn. Nhưng mà tại cái màn câu cá lớn này hai người tin nó bỏ mồi hơi lố. Nên cái đó là cái thốn thôi. Nhưng thật sự thì các em cũng làm là khá là tốt. Nhưng mà giá mà cái tốt này vào tháng 6 thì nó sẽ ổn hơn. Còn cái tốt này nó vào tháng 4 thì nó còn thêm cái tháng 5 nữa thì chắc là cũng phải điên mớ. Đó là tình hình của sale membership nha. Vì nó tóm lại á là trong cái câu chuyện của sale nó có nhiều cách để nó hack doanh số. Nó hack doanh số các bạn. Nó hack doanh số nhiều lắm. Nhiều khi như dạy cái lớp THO là Calami á, cái nó hỏi câu ngu bỏ mẹ luôn. Nó hỏi gì nè mấy em. Nhưng học trò ủa anh ơi, giờ em làm sale cho anh rồi, ủi tự nhiên tới tháng đó em cố gắng hết sức mà được có 9 triệu rồi sao anh? Mà trong khi tới mức 100 triệu nó nhảy phần trăm. Cái đó mày ngu quá, mày không có 1 triệu mày bỏ vô hả mày? Cái đó nhưng mà em bỏ sao được, anh biết anh đuổi sao? Mày bỏ, mày bỏ cho khéo, mày dụ thằng nào nó nâng cấp lên mày cho nó mượn tiền. Đúng không? Vậy thôi cũng hỏi nữa. Xong cái này, con này nghe thơ thiệt.
Nhưng mà đằng sau đó là cái gì bạn? Đằng sau cái đó mặc dù này nó ngu thiệt, nhưng mà thằng này nó làm nhân viên an toàn. Đó, đúng không? Cái gì cũng có giá trị hai mặt hết á. Mướn thằng này vô đỡ lo. Ủa chứ mấy cái màn mà mấy thằng bị đặt tà lanh hỏi vậy nè. Anh. Ủa anh gì ơi, ví dụ như giờ một đống đồ của anh để đây em lấy không có biết không? Đù mà nó hỏi vậy với mày. Cái nó hỏi mày họ mày nghĩ là tao biết không? Cái nó chắc anh biết á. Sao tao biết được? Tao đâu có ba đầu sáu tay đâu, sao tao biết được? Nhưng mà tao có người giúp để tao biết. Xong nó hỏi tiếp một câu nữa. Nói ủa anh vậy trường hợp bây giờ em biết người đó rồi, em mua chuộc người đó xong rồi hai đứa xào chẻ luôn rồi sao anh? Cái nó mày hỏi câu này vậy mời mày làm giám đốc luôn. Ông mới chưa đi làm đó, cái tư tưởng gian manh. Chưa đi làm cũng đã có tư tưởng gian manh. Có nhiều cái đó bạn ơi, các bạn ngồi trên ghế nhà trường các bạn chưa nhìn ra. Các bạn chưa đi làm trong những phòng gym chuyên nghiệp, bạn chưa nhìn ra được cái quy trình sale của nó phức tạp tới cỡ nào. Đó. Nó phức tạp cực kỳ luôn. Còn bây giờ gym cỏ thì cứ vô hết tháng đóng 100.000 vô ngoài xong ra, hết tháng đóng 100.000 vô có đâu quản lý. Không có gì để quản lý hết á, không có gì target, không có gì mục tiêu. Nó gọi là không đi để kinh doanh cả. Thì hôm nay Duy cũng mượn cái video này, thứ nhất là gửi lời động viên giả tạo tới hai bạn yêu tinh. Xong rồi cũng chia sẻ một mí với bạn chút xíu là cái gì sự nghiệp của tôi bị thốn. Tôi bị thốn khi mà tôi lộ sơ hở ra để cho tụi nó ngồi nó phập tôi 3 năm, 2 năm rồi quá trời. Rồi cái thứ ba nữa đó là cũng một số chiêu gọi là hắc hiết trong ngành sale thôi. Thì một thông qua những video ngắn gọn là Duy Nguyễn sẽ chia sẻ với bạn một số kiến thức. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hay thì mua sub đi ba. Like share là đương nhiên rồi. Coi chùa hoài.